Truyền thông Thái Lan khẳng định vào đầu năm sau, khi huấn luyện viên Manu Pokin hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông sẽ phải rời đi để nhường chỗ cho Kiatisak Senermiwang. Siem Sport viết, theo nguồn tin thân cận với Kiatisak, nhà cầm quân này sẵn sàng trở về làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, phục vụ đất nước. Ông ấy hiểu rằng tất cả những gì có ngày hôm nay là nhờ nền bóng đá Thái Lan. Những người thân thiết với huấn luyện viên Kiatisak cũng hé lộ rằng nếu ứng cử viên cho chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan là Madam Pang trúng cử, Kiatisak sẽ theo chân bà về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Được biết, nhiệm kỳ hiện tại của ông Somio, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FET, sẽ kết thúc vào tháng 2 năm sau và ông xác nhận không tranh cử. Đến tháng 4, FET sẽ xướng tên vị chủ tịch mới sau cuộc bầu cử. Đây cũng là thời điểm Kiatisak sắp hết hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Ông xác nhận dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai đến hết mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Những gì đang diễn ra gợi mở về một cuộc tái ngộ giữa Kiatisak và bóng đá Thái Lan sau 6 năm xa cách. Ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến năm 2017, sau đó về cầm quân tại Pot dưới trướng Menam Pang, người giữ chức chủ tịch câu lạc bộ này. Trong khi đó, Menam Pang đang là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế chủ tịch FET. So với các ứng viên còn lại là cựu chủ tịch FET, Uawi Makuni và huyền thoại của bóng đá Thái Lan, ông Piyapong Puon, Menam Pang giàu sức ảnh hưởng và được đánh giá cao hơn rất nhiều. Bà cũng được đánh giá có công lớn giúp bóng đá xứ Chùa Vàng hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu như bà trúng cử chủ tịch FET. Và khi ấy, nhiều khả năng bà sẽ đưa huấn luyện viên Kiatisak về cầm quân đội tuyển quốc gia. Sau trận chung kết King Cup, bà xác nhận huấn luyện viên Manu Pokin sẽ tiếp tục làm việc tại đội tuyển quốc gia theo hợp đồng hiện tại đến tháng 2 năm 2024. Động thái này đang bỏ ngỏ tương lai của Pokin, và rất có thể Menam Pang đang có kế hoạch đưa Kiatisak về thế chỗ, dĩ nhiên là sau khi V-League năm 2023 đến năm 2024 khép lại.